trường hết màn gương má nô Vinh, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chào chúc các thầy các cô mạnh khỏe hạnh phúc. Cháu xin tặng các thầy các cô bài Bụi Phấn ạ. Hôm nay con tặng gửi thạc
các thầy cô một bài hát công trang nghĩa mẹ ơn thầy. Chúc các thầy cô mạnh khỏe nhân ngày 20 tháng 11. Rồi, con hát đi. Lắng nghe trong tiếng ru hời, con đi muôn nơi dặm đến trời mới hay. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, bao la trời biển các thầy bằng non. Lúc non ngàn dầm mãi ước ngày mai ơi, con đi là mang theo cả rồng dài lời mẹ ru hành nuôi xưa tiếng mẹ ậu ơ cú lao rồi thì dưỡng dùng làm người ơ hiểu trung đạo làm trò hiểu nghĩa làm con đạp nghĩa sinh thành tròn đạo mơ giữa ơ thầy con người thay cha mẹ đưa con trước vào đời rằng dạy cho con biết sống làm người tâm hồn rồi thì trí tuệ đáp bồi nghĩa nhân như tiệp con tầm ruột ruột nhà tơ chắp cánh cho đời chắp cánh ước mơ thầy cô người mở hướng tương lai trước vào ngồi rằng mở cho con đến những chân trời hành trang thầy cô truyền lại bao đời mang theo như cánh chim về muôn nẻo quê hương như cánh chim về muôn nẻo quê hương ở lời ru hơi của mẹ theo con trước vợ xuân xuân dám dài rằng công cha nghĩa mẹ ơn thầy thầy ơi bao la lòng mẹ tình thầy dài lòng cha nghĩa thầy cho con hát trong bài ca. Con xin để đà. Con xin thầy ra. Em xin kính chào các thầy cô. Em đây là Hồ Thị Minh Châu, học lớp 4C, trường phổ thông Hết Ban Manavin. Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Em chúc các thầy cô mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Thầy cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống, ngày nào cũng gặp, luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình. Em hôm nay em xin tặng các thầy cô giáo một bản nhạc mang tên Romance. Bài này được sáng tác bởi nhạc sĩ Narciso Zabes. Ông đã sáng tác bài này vào ngày sinh nhật bài tuổi của mình như một món quà để tặng mẹ. Bài Romance thường được gọi là tình ca, là loại nhạc viết cho guitar xuất phát từ Tây Ban Nha. Thuật ngữ Romance thoạt đầu mang ý nghĩa bài hát thể tục để phân biệt với các ca khúc tôn giáo bằng tiếng Latin. Bây giờ em xin được đánh bản nhạc của mình. Thank you.
của em đến đây là hết. Em xin được cảm ơn cả thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Chào cả thầy cả cô. Cháu tên là Hồ Phạm Minh Trường. Sau đấy cháu tặng các cô, các thầy một bài. Cháu sẽ hát bài Tổ quốc ta. Tổ quốc ta rộng bao la, ngàn đất đai phì nhiêu, đồng lúa xanh mẫm mơ, rừng núi cao, biển xanh xanh, Tổ quốc ta đẹp sao, dài đất Bắc Nam nối liền. Tổ quốc ta rộng bao la, ngàn đất đai phì nhiêu, đồng lúa xanh mẫm mơ, rừng núi cao, biển xanh xanh, Tổ quốc ta đẹp sao, dài đất Bắc Nam nối liền. Cô, em tên Hồng, em học lớp 1B. Nhân ngày 20 tháng 11, em sẽ hát bài Vào rừng hài hoa. Như những con diều từng chiều ta bay ca vút trong gió.